Chiều ngày 11 tháng 9, sau cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước khi rời khu trung tâm Hà Nội, Tổng thống Joe Biden đến đặt vòng hoa tại bia tưởng niệm cố thượng sĩ John McCain, người có đóng góp lớn cho quá trình bình thường hóa mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ trên đường Thanh Niên bên Hồ Trúc Bạch, quận Tây Hồ, Hà Nội. Tiếp đó, đoàn xe chở Tổng thống Joe Biden và đoàn tháp tùng chạy qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội, gồm Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, hướng đến sân bay quốc tế Nội Bài. Theo chương trình, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Tổng thống Joe Biden sẽ có cuộc gặp gỡ cán bộ và gia đình Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam trước khi lên chuyên cơ rời Hà Nội.